Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Lê Trương Hiền Hòa, con trai cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải, cướp vợ người như thế nào? Lê Trương Hiền Hòa sinh ngày 5 tháng 2 năm 1984, quê ở xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số 48A đường Trương Định, phường 7, quận 3, Thành Hồ. Cũng như anh trai Lê Trương Hải Hiếu, sau khi trang bị cho mình một tấm bằng đại học, Hòa được bố Lê Thanh Hải, cựu ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và mẹ là Trương Thị Hiền, cựu giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố, cho đi học lớp cao cấp chính trị để kiếm thêm tấm bằng vô giá, cử nhân chính trị và rồi được bố trí công chức. Khi anh trai Hải Hiếu vào thành ủy viên, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, chủ tịch quận 12, thì Hiền Hòa cũng được bố mẹ sắp cho cái ghế phó giám đốc, rồi giám đốc trung tâm xúc tiến du lịch thành phố Hồ Chí Minh, cũng có thông tin cho rằng Hiền Hòa có chân trong cục an ninh của Bộ Công an trước khi được luân phiên sang vị trí bây giờ. Bố có 5 năm làm chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh và 10 năm là ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Các con Lê Thanh Hải đã có một cuộc sống đế vương đúng nghĩa trong một gia đình được xem là đệ nhất hoàng tộc, lãnh chúa miền Nam. Tiền đông như quân nguyên và địa vị xã hội đã giúp cho anh em Hải Hiếu, Hiền Hòa mặc sức tận hưởng lạc thú, vinh hoa phú quý. Hot girl, người mẫu, hoa khôi bị dập liễu vùi hòa bởi các con của Lê Thanh Hải nhiều không thể đếm xuể. Nói thêm về thành ủy viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 12 Lê Trương Hải Hiếu, tháng 4 năm 2018, Hiếu bị kỷ luật khiển trách về đảng vì không kết hôn mà có con nhưng chậm báo với tổ chức của Đảng Cộng sản. Tổ chức làm ăn kiểu gì mà thành ủy viên sống không hôn thú 8 năm có hai con với người đẹp doanh nhân là cô gái gốc Hoa nổi tiếng Trên Bảo Phương mà không hề biết. Cả Sài Gòn đều biết mà tổ chức lại không hề hay biết thì tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam có bao che hay không? Về phần mình, cô Trang cũng kể lại trên Facebook cá nhân rằng năm 2016 khi cô bị mắc bệnh ung thư vú, gửi hai con bé trai 6 tuổi và bé gái 4 tuổi cho người bạn, một thân một mình sang Singapore chữa bệnh. Lúc Trang suy sụp nhất cũng là lúc Lê Trương Hải Hiếu đi cặp bồ với người khác, gieo thị phi và phụ bạc bà mẹ con cô. Chán nản, cô Trang cũng đoạn tuyệt với Hải Hiếu và gia đình hoàng tộc Sài Gòn. Vợ chồng Lê Thanh Hải đến thăm cháu nội tại tòa Mastery Thảo Điền, quận 2, nơi cô Trang ở, đã bị bảo vệ lập biên bản ngăn chặn. Sau đó không lâu, cô Trang chuyển nhà đi nơi khác. Bạc tình nhưng đầy thủ đoạn, Hải Hiếu câu kết với Lê Thị Thanh Thuế, thường gọi là Hà Sen, sinh năm 1979, bôi nhọ, quy kết và gieo điều xấu cho cô Trang. Lê Thị Thanh Thúy, chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Tháng Năm và công ty cổ phần đầu tư Lavendu, bị cơ quan cảnh sát điều tra C01 Bộ Công an bắt giam ngày 7 tháng 10 năm 2019 liên quan đến vụ án cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài. Mới đây, Lê Trương Hải Hiếu còn nộp đơn ra tòa án quận 2 kiện Trang Bảo Phương để đòi xác nhận con. Thật là tận cùng của sự khốn nạn, quay lại câu chuyện của Lê Trương Hiền Hòa. Trang Phương tên đầy đủ là Nguyễn Thị Trang Phương, sinh ngày 25 tháng 6 năm 1989 tại Hậu Giang. Tháng 12 năm 2009, Trang Phương đoạt giải Hoa Khôi Duyên dáng truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ tư khi đang là người dẫn chương trình của đài truyền hình Hậu Giang. Năm 2010, Trang Phương lên xe hoa với Lê Anh Văn, một đại gia hơn mình 27 tuổi. Lê Anh Văn sinh 31 tháng 3 năm 1962, chứng minh nhân dân số 02362688, Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23 tháng 5 năm 2012. Bản thân Lê Anh Văn trước đây từng là thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần dịch vụ Bến Thành. Hiện nay, ông nắm giữ vị trí thành viên hội đồng quản trị độc lập Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam PVcombank. Ngoài ra, ông còn là chủ tịch hội đồng quản trị các doanh nghiệp sau. Thứ nhất, công ty cổ phần xây dựng thương mại và đầu tư Nam Vinh. Thứ hai, công ty cổ phần thương mại dịch vụ Dim Tu Tắc.
Thứ ba, công ty cổ phần thương mại Cần Thơ. Thứ tư, công ty dịch vụ văn phòng thông minh và là thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hoàng Hải. Hai vợ chồng có với nhau hai mặt con sống rất hạnh phúc đầm ấm trong căn hộ sang trọng F12A Ba Vì, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, Phương Trang cũng được biết đến là một doanh nhân khi ông xã giao cho vị trí chủ tịch hội đồng quản trị hệ thống Queen Plaza thuộc Hoàng Hải Group gồm: thứ nhất, Queen Plaza 1, 218A, 2933 Thành Thái, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai, Queen Plaza 2, 29B Trần Hưng Đạo, phường 6, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Queen Plaza 3, 16A Lê Hồng Phong, phường 15, quận 10, thành phố. Thế rồi, lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 6 2019 do Sở Du lịch phối hợp cùng với Liên hợp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh và công ty cổ phần dấu ấn Việt Nam, Việt Nam Signature để tổ chức trong 2 tuần từ ngày 2 đến 17 tháng 3 với sự tài trợ của công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát và công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sunny World. Để ý vợ người ta lâu rồi, nay mới có dịp đến lượt. Một ngày tháng 2 năm 2019, Lê Trương Hiền Hòa với cương vị là phó ban tổ chức lễ hội đã mò đến nhà ông Lê Anh Văn xin tài trợ. Hòa cũng thuyết phục ông Văn hãy vì thành phố mà cho bà xã người đẹp Trang Phương tham gia với vai trò đại sứ thương hiệu lễ hội áo dài và làm thành viên ban giám khảo cuộc thi Duyên dáng áo dài 2019. Chỉ chờ cái gật đầu của chồng như chim vàng anh 10 năm bị nhốt trong lồng son, nay được tự do, Trang Phương được dịp tung cánh. Còn ông Văn dũng mãnh, cực kỳ khôn ngoan lăn lộn trên thương trường nhưng sơ sẩy một phút cả tin. Cán bộ Hòa của Sở Du lịch thành phố, ông đã bị hắn cướp vợ. Suốt 9 năm qua, từ năm 2010 đến 2019, thiên hạ cứ nghĩ Lê Trương Hiền Hòa chỉ yêu mỗi mình cô diễn viên có tên Trần Thị Thanh Nhan, nghệ danh Lý Nhã Kỳ. Lý Nhã Kỳ sinh năm 1982 đến từ Bà Rịa, Vũng Tàu. Cô diễn viên này nổi tiếng và cũng nhiều tai tiếng. Hơn anh ta 2 tuổi, thật ra không hẳn thế. Nhiều tiền và xuất thân trong đệ nhất gia tộc ở Sài Gòn, Hiền Hòa chả dại gì làm một kẻ trung tình cho dù bất đắc dĩ. Lâu nay ai cũng biết Lý Nhã Kỳ trở nên nổi tiếng và giàu sụ vì cặp với Lê Trương Hiền Hòa. Từ một cô nàng không có gì trong tay ngoại trừ nhan sắc nhưng được cung phụng không thiếu thứ gì, Lý Nhã Kỳ mua du thuyền Ferrari Chex 100 tỷ Việt Nam đồng, sắm siêu xe 40 tỷ, xây biệt thự 600m2 dát vàng gần 60 tỷ, đeo nhẫn kim cương 7 tỷ. Cô nàng cho biết chỉ riêng tiền trả lương cho ekip phục vụ mình mỗi tháng đã lên đến 10.000 đô la. Hàng năm cô phải bảo trì du thuyền ở Hồng Kông là khoảng 250.000 đô la. Chưa hết, mới đây cô còn mua 50 hectare đất ở Đà Lạt mà theo cô chỉ để trồng rau nuôi gà. Năm 2011, Lý Nhã Kỳ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam. Ngoài ra, cô còn đại diện lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam, còn nuôi một tỷ phú A, nuôi em nuôi tỷ phú B, bạn thân tỷ phú C của các nước châu Á. Cô lúc nào cũng có mặt và lộng lẫy trên thảm đỏ của các liên hoan phim quốc tế, có điều chỉ đến đó để chơi. Năm 2017, Lý Nhã Kỳ công bố tài trợ 1 triệu euro cho đoàn Việt Nam để quảng bá du lịch thành phố Hồ Chí Minh và điện ảnh Việt tại liên hoan phim Cannes lần thứ 70. Tại chương trình, cô trao ngay cho đại diện đoàn Việt Nam 700.000 euro. Tóm lại, sự giàu có đến choáng ngợp của Lý Nhã Kỳ thì không cần phải bàn cãi. Điều quan trọng, tiền của Lý Nhã Kỳ từ đâu mà ra? Trong khi chỉ là diễn viên hạng trung, hát hò không có, đóng phim chỉ qua loa vài bộ, trong suốt sự nghiệp của mình thì Lý Nhã Kỳ làm gì mà giàu thế? Đơn giản, tiền của cô có được từ Lê Trương Hiền Hòa. Tiền của Hiền Hòa có được từ đất vàng, công sản, mua bán chức quyền, kinh doanh kim cương. Cho nên gọi Lý Nhã Kỳ là kẻ rửa tiền cho gia đình Lê Thanh Hải cũng không có gì là quá đáng. Cần nói thêm rằng khi Lê Thanh Hải bắt đầu lên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thì cả đại gia đình cũng bắt đầu giàu nhanh nhờ đất.
Không chỉ em trai Lê Tấn Hùng, tổng giám đốc Sacri bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bắt giam hôm 6 tháng 7 năm 2019 buôn đất, mà anh kế của Trương Thị Hiền, vợ Lê Thanh Hải và cũng chính là em trai cựu phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa có tên là Trương Nhật Quang cũng mở công ty kinh doanh bất động sản. Công ty của Trương Nhật Quang có tên là Công ty Cổ phần Xây dựng và Địa ốc Hồng Quang, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 41030303951 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 10 năm 2005, vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Công ty có địa chỉ tại số 007008 chung cư Hoàng Diệu, phường 9, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Rất nhiều dự án công trình công cộng, những thửa đất lớn, các khu công nghiệp, các khu quy hoạch dân cư rộng hàng trăm ngàn mét vuông vốn lên đến ngàn tỷ đồng được giao cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Địa ốc Hồng Quang làm chủ đầu tư. Không chịu kém cạnh anh trai Lê Trương Hải Hiếu, người cùng Trang Bảo Phương với công ty bất động sản Bến Thành Sài Gòn, Thành Đạt và nổi tiếng, cũng giàu có từ đất. Từ năm 2010, Lê Trương Hiền Hòa cũng lập công ty nhảy vào bất động sản cho bằng anh, bằng cậu, bằng chú ruột của mình. Đa phần tỷ phú máu mặt ở đất nước này đều giàu lên từ đất và công sản. Chắc chắn những khoản tiền khổng lồ mà đệ nhất gia tộc lấy được, ai tin tưởng sẽ nghe được tiếng thở dài của những hồi chuông thánh đường, tiếng kêu xé đất trời của người dân Thủ Thiêm và các vùng phụ cận, mất đất, mất nhà, tay trắng. Nó sẽ là vị mặn chát từ nước mắt và mồ hôi của dân lao động Sài Gòn, oan khiên trên nẻo đi tìm công lý và kinh khủng hơn, có mùi máu của người dân bị cưỡng chế đánh đập vì chống người thi hành công vụ. Bất hạnh hơn khi cùng đường thì tự tử để phản đối trong phẫn uất hoặc trả giá bằng cái chết thương tâm khi vướng vào lao lý. Tối ngày 22 tháng 10 năm 2019, Lý Nhã Kỳ viết trên Facebook cá nhân cho biết cô và một người tên Phúc đã chia tay sau 9 năm yêu nhau. Phúc là tên gọi của nhà Lê Trương Hiền Hòa, đó là tên gọi tại nhà. Trao đổi với báo chí, cô cho biết tôi và anh ấy chia tay vì anh ấy đã tìm được tình yêu mới với một người phụ nữ khác. Dù cho rằng mình luôn tĩnh tâm, song dễ thấy Lý Nhã Kỳ buồn, khổ tâm và nuối tiếc. Người phụ nữ thay thế vị trí cô chính là vợ của ông Lê Anh Văn, bà mẹ của hai đứa con sắp bước sang tuổi 31, đại sứ thương hiệu lễ hội áo dài 2019, Nguyễn Thị Trang Phương. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.